Xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng đá quý Phong Thủy Bạch Dương xin giới thiệu với các bạn một số mẫu vật bản mệnh cho người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị Phật hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Trong đó, mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Người tuổi Kỷ Mão được sự phù hộ của Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát, vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ lớn. Hình tượng mặt Phật bản mệnh Văn Thù thường thấy là Ngài ngồi trên sư tử, tay phải cầm thanh gươm ánh sáng hoặc viên minh châu giúp khai thông trí tuệ. Tay trái có khi cầm gậy Như Ý hoặc không. Khi đi lễ chùa, bạn sẽ nhận thấy tôn tượng của Ngài cùng với tôn tượng Phổ Hiền Bồ Tát và tôn tượng A-di-đà. Văn Thù Bồ Tát có trí tuệ và tài hùng biện siêu việt, có thể nói là đứng đầu trong các chư vị Bồ Tát. Ngài sẽ giúp trí tuệ của bạn không ngừng được khai phá, sự giác ngộ được nâng cao, đặc biệt với sự giúp sức của Ngài, trẻ sinh năm Mão sẽ luôn đạt được thành tích tốt trong học tập. Những người đang là công chức sẽ nhận được rất nhiều tài lộc. Thương gia tuổi Mão sẽ luôn gặp may mắn, có nhiều tiền của, phúc lộc. Bên cạnh đó, Ngài còn giúp người sinh năm Mão phát huy được năng lực sáng tạo và sức mạnh tiềm tàng trong con người họ để vượt lên mọi đối thủ trong tất cả các cuộc cạnh tranh, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, bền vững. Người sinh năm Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, thành đầu thổ nên chọn trang sức đá phong thủy có màu đỏ, tím, hồng, vàng, nâu đất để được năng lượng tương sinh tương hợp. Hiện cửa hàng đá quý của chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều mẫu Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát cho người tuổi Kỷ Mão như Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát đá agat đỏ hay còn gọi là mã não đỏ. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, lòng nhiệt huyết, sức mạnh và quyền lực. Người ta nghĩ rằng việc đeo trang sức bằng đá mã não có thể làm giảm tính bảo thủ, áp lực, hóa giải những sự cãi vã, mâu thuẫn, đem lại sự bình yên và may mắn. Ngoài ra, mã não còn được cho là có tác dụng chữa bệnh cho con người, bởi tinh thể mã não có thể làm cân bằng và hài hòa cơ thể, loại bỏ sự tiêu cực. Khi cơ thể có biểu hiện nóng, sốt bất thường, dùng đá mã não lăn nhiều lần trên da có tác dụng làm giảm nhiệt độ cơ thể. Trong văn hóa tâm linh, có lẽ mã não được biết đến là viên đá nhiều quyền năng nhất, giúp hộ thể bảo vệ chống lại tà khí, âm khí và ma quỷ, bảo vệ bạn bình an, tránh xui rủi, là lá bùa hộ mệnh cho những bạn đi làm ăn xa hoặc trong những chuyến đi du lịch dài ngày. Tiếp theo, Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát đá mắt hổ vàng nâu. Trong thạch trị liệu học, chúng được cho là mang đến cảm xúc vững vàng, tâm lý ổn định cho con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng của đá mắt hổ tác động đến hệ thống thần kinh, làm cho con người tăng cảm giác tự tin, sẵn sàng trong hoạt động nhằm đạt được mục đích cá nhân, tăng tính thực tế, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong việc quyết định các vấn đề. Theo các nhà khoa học, nếu thường xuyên xoa đá mắt hổ vào vùng tâm thần thái dương, kết hợp với thở sâu có thể làm cho trường khí của thân thể được tăng cường, sẽ tự tin, dũng cảm, chấp nhận khó khăn, thử thách. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc Phỉ Thúy còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố vi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi,
chống lão hóa, loãng xương. Do được hấp thụ những nguồn năng lượng tinh túy, tinh hoa của trời, của đất mà những nguồn năng lượng ẩn chứa trong loại ngọc này là cực lớn. Do vậy mà mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy là một trong những đồ vật vô cùng tốt từ người già đến trẻ nhỏ. Cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương cam kết mang đến cho bạn mặt Phật bản mệnh đẹp từ đá tự nhiên tốt nhất, năng lượng từ trường cao nhất sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để mua hàng, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 0911 998 682. Facebook Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh bên dưới để theo dõi nhiều video hay và bổ ích của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.